Hello, xin chào bác, em là Minh Tia Chớp đến từ Mỹ Tư World. Thì hôm nay em có về một chiếc Citizen khá là đặc biệt. Có thể nói cái màu này nó cũng khá là hiếm đấy. Bởi vì thật sự bác là trước đây thì em đã bán màu xanh dương này, màu trắng, màu đen rồi. Nhưng mà chưa bao giờ em thấy một con mặt gray xám lông chuột cả. Lần này thì có một anh khách quen, anh có lên đời lại thì không biết anh mua ở đâu con này. Nhưng mà phải nói là hiếm thật. Con này thì giao lưu với các bác là 7 triệu 800 ngàn nhé. Con này siêu lướt luôn. Anh khách mới đeo được khoảng độ đâu đó vài lần thôi. Nhưng mà nó hơi nhỏ so với cổ tay, cho nên là anh lên đời con Citizen mà mặt 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 sơn mài tráng bạc mà hôm trước em có lên ấy. Thì anh có lên đời con đấy cho anh để lại cho em con này. Con này thì giao lưu với các bác là 7 triệu 800 ngàn nhé. Con này thì rất mới, rất rất mới luôn các bác. Đeo vài lần thôi, anh mới mua được có chưa đầy 2 tuần và đeo được vài lần. Nhưng mà đúng thật sự là con này màu đẹp thật. Ban đầu em cứ tưởng là màu đen, nhưng mà không, con này là màu xám gray lông chuột. Cái màu này nó rất là lạ nhé. Không, thực ra nó không phải là bản hiếm đâu, nhưng mà em thì em chưa bao giờ em mua được cái màu này cả. Cho nên là cầm trên tay nó hơi giật mình. Không hiểu là có phải là đúng chính hãng hay không. Nhưng mà đúng nó gray các bác nhé. Thực ra thì anh đặt thêm một bộ dây da cá sấu cũng như là một cái khóa bướm nữa thì em tặng luôn cho các bác nhé. Cái này thì em cũng không dùng cho nên là thôi tặng luôn cho các bác về để các bác thay đổi. Con này thì không thiếu một cái gì cả. Chúng ta có nêm tác này, nêm tác của con này nó là NB1050 gạch 59H. Con màu đen em nhớ không nhầm thì nó là 56E hay là 59E đấy, em nhớ không nhầm lắm. Con này thì chạy caliber 9011 thì quá là xịn sò rồi, không cần phải nói nữa. Bởi vì bây giờ nếu mà là những con máy automatic chạy cơ của Citizen thì chắc là dòng series 9 là dòng cao nhất rồi. Đó là sản xuất theo kiểu dạng đại trà các bác nhé. Nhà Citizen còn vài con máy cơ nó khủng hơn cơ, nhưng mà nó sản xuất theo kiểu dạng giới hạn thôi. Bởi vì thực sự với các bác là những cái dòng đấy thì gần như là ít khi mà chúng ta va chạm, cho nên là cũng không quá quan tâm. Nêm tác Duratech, con này thì có phủ Duratech. Cái lớp phủ Duratech này thì nó không khác gì một lớp phủ Daisy trên những con 6R cả. Đấy, trên những con Seiko đổ lên ấy. Thì cái lớp Duratech này nó giúp cho chúng ta bảo vệ được chiếc đồng hồ thân vỏ. Một lát nữa em sẽ nói kỹ hơn, nó như là một lớp mạ bên ngoài. Mắt thừa thì vẫn đang còn nha các bác nhé. Đấy. Con này thì đầy đủ, không thiếu một cái gì cả. Cái bóp của Citizen thì nó đơn giản như vậy đấy các bác nhé. Mấy con đồng hồ của Nhật thì ở bên Nhật thì họ khá là bảo vệ môi trường. Cho nên là những cái dòng cơ bản thì thường là họ sẽ sử dụng một cái bóp trông rất là nhẹ nhàng như này thôi. Đấy, như này thôi các bác. Rồi, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, một chiếc xám lông ngựa, xám gray lông chuột cũng rất là đẹp, 7 triệu 800 ngàn các bác nhé. Con này thì độ mới thì chắc không không cần phải giới thiệu đâu các bác. Con này mới 97 98% vài cái phẩy lông mèo không đáng kể. Thật sự các bác là nó không khác gì hàng mới cả. Đây là một chiếc đồng hồ với kiểu dáng mà nó sẽ hơi giống với con Rolex Aster, nhưng mà mức giá phải chăng hơn. Đó. Nếu các bác nào yêu thích kiểu dáng của Rolex nhưng mà chưa có đủ điều kiện, khoảng độ 200-300 triệu. Thực ra là khoảng tầm loanh quanh tầm 300 triệu đổ lên nha các bác nhé, để sở hữu một chiếc Rolex Aster. Bởi vì nói thật sự các bác là các bác không mua được giá niêm yết của hãng đâu. Rolex, riêng Rolex Patek Philippe đó là những chiếc đồng hồ mà giá bên ngoài nó còn đắt hơn cả giá hãng, tức là người ta mua đầu cơ đấy các bác. Đấy, ví dụ là mua trong hãng khoảng độ 260 nhưng mà ra ngoài bán 300, sang tay luôn các bác 40. Đấy, đời nó là như vậy, riêng Rolex thôi các bác nhé. Tất nhiên là hãng nào cũng có những cái mẫu mà nó không hot. Các bác có thể ra ngoài hãng mua, nhưng mà nếu mà các bác ra ngoài hãng ở Việt Nam mình ấy, mua Rolex ấy, thì best nhất thì các bác phải đợi khoảng tầm 2 năm. Đó là best nhất nha. Đấy. Cho nên là nói thật với các bác là mấy con Rolex Oyster thì nó sẽ có mức giá đâu đó dao động tầm đến mới thì khoảng độ tầm 200 à 300 đổ lên. Còn với chiếc này thì 7 triệu 800 ngàn, quá là mềm mại đúng không? Vẫn là một thương hiệu lớn và vẫn là một bộ máy quá ngon. Khẳng định với các bác trong tầm giá này 9011 là một con máy rất ngon. Tất nhiên là không nên so sánh với những con máy như là huyền thoại như ATA chẳng hạn. Không, nhưng mà ATA nha các bác nhé, em nói thật với các bác, nếu mà ATA dòng Elabo hay là dòng Stana thì chưa chắc đã ăn được con này đâu. Đó. ATA dòng top thì ăn đứt rồi, nhưng mà dòng Elabo chỉ bị xem thôi, thậm chí còn kém hơn đấy. Rồi, con này thì chúng ta có bộ dây Oyster 3 mắt này, đánh xước toàn bộ này. Cũng không hẳn là Oyster 3 mắt thôi. Dây 3 mắt đánh xước các bác nhé. Rất là đẹp.
khóa này. Đây các bác nhìn này là mười tinh slinh này. Logo Citizen khắc sâu vào trong và được đánh phết sức. Nói chung là độ mới con này thì qua sử dụng rồi thì cũng vài vết xước xước nhẹ nhẹ thì các bác cũng thông cảm nhé. Chứ đâu có ai mà đeo 2 tuần mà lại không có vết xước nào thì cũng hơi khó gặp. Rồi, chúng ta có này, dây khóa thép đúc đặc, dày dặn chắc chắn. Tuy nhiên vẫn giữ cái khóa hở mấy. Nói chung là em vẫn nói với các bác rồi, không hiểu là thằng nào bắt chước thằng nào, nhưng mà nói thật với các bác nhé, tất cả mọi thứ trên Citizen, một chiếc Maker, nó giống đến 80-90% một chiếc Seiko. Đây các bác nhìn thấy cái khóa này quen không? Khóa này quen không? Rất quen luôn các bác nhé. Ngay cả cái khắc logo này các bác nhìn thấy không? Nó khác như nào thằng Seiko, khác như nào Citizen như vậy. Nó không khác gì anh em ruột cả. Đấy, không hiểu thằng nào bắt chước thằng nào, nhưng mà nói thật với các bác là công nghệ làm thằng Citizen với thằng Seiko nhiều khi nó giống nhau đến mức mà em khá là giật mình. Đây các bác nhìn thằng Seiko nó khác không? Để em cho các bác xem một cái. Đây, các bác thử so sánh nhé. Nó kiểu là nó dùng chung một công nghệ. Cái khóa này nhìn nó giống hệt nhau này. Nó chỉ khác mỗi cái là ông Citizen ông khắc xịt lên trên, ông Seiko thì ông khắc giữa. Đấy. Cho nên nói thật với các bác là như hai anh em sinh đôi luôn. Đấy, đó là cái khóa nhá. Còn một loạt những thứ mà thật sự các bác sẽ thấy là khá bất ngờ, bởi vì đây ví dụ như là phần đáy nhá. Tất nhiên là máy của Citizen thì em đánh giá là nó đẹp hơn máy của Seiko. Nhưng mà nếu nếu nói các bác nhìn đến cái phần đáy chẳng hạn này. Như như con này thì hơi khác nhá, nhưng mà một số con đây để em xem cho các bác này. Đây. Một số con khác kiểu của Seiko nhá. Đây các bác nhìn thấy cái cách khắc thông tin của nó này. Các bác nhìn nào. Nó khắc giống hệt nhau. Cũng bắn la rè cũng khắc như vậy. Xong rồi cái phần đáy thì thông số bên trong khắc như nào thì hai con nó khắc như nhau vậy. Đấy. Nó giống nhau đúng không các bác? Nó như anh em ruột luôn, thật sự các bác này. Chắc có lẽ là người người Nhật người ta có một cái hơi hướng thiết kế riêng. Thụy Sĩ có một hơi hướng thiết kế riêng, cho nên là chúng ta sẽ thấy là đồng hồ Nhật nó cũng có cái gì đấy nó na ná nhau chẳng hạn. Nhưng mà nói thật sự các bác là như hai anh em sinh đôi thật. Rồi, tiếp theo nha các bác nhé, thiết kế con này thì khỏi bàn đi, con này thiết kế nó đẹp. Thiết kế này thì nó mô phỏng trên một chiếc Rolex mà. Cho nên là về phần càng thân vỏ mọi thứ thì chúng ta sẽ thấy cái hơi hướng của Rolex ở trong chiếc đồng hồ này. Phần càng đây em đánh giá rất là cao nhé, thiết kế đẹp này, không quá lớn, không quá nhỏ, nhưng mà có đầy đủ đánh xước này, đánh bóng, đánh xước này. Đấy. Tuy nhiên thì với một chiếc đồng hồ Nhật bao giờ chúng ta cũng sẽ thấy ở đó đó là sự ôm tay. Luôn luôn là càng cong xuống và có cái nét gì đấy nó ôm tay. Còn với Rolex thì các bác sẽ thấy là phần càng của nó có cái xu hướng là nó sẽ thẳng. Đấy cho nên đeo Rolex bao giờ cũng rất là khó. Ví dụ như con này là size 38, nhưng mà nếu mà là Rolex size 38 chưa chắc cổ tay anh em loanh quanh 15, 16 đã có thể đeo được đâu các bác nhé. Bởi vì càng nó thẳng mà. Đấy. Phần bezel này nó sẽ được đánh bóng và được phủ Duratech. Với cái lớp phủ này thì nói thật với các bác là toàn bộ thân vỏ con này được phủ Duratech, nó không khác gì với cái lớp phủ Daisy của nhà Seiko cả. Tức là nó giúp bảo vệ này, chống xước tốt hơn. Nhưng mà vẫn xước nhá. Các bác dùng bố bã nó vẫn xước như thường. Nói thật với các bác là mang tiếng là nó cứng hơn là so với thép 36L thông thường. Nhưng mà nó rất mỏng. Đấy. Và nếu các bác va chạm mạnh hay là va chạm bình thường thôi cũng được thì nó vẫn có thể xước. Cho nên là cái mục đích chính của nó, các bác biết là nó gì không? Cái mục đích chính của nó là nó chống những cái tác nhân oxy hóa hay là axit, kìm, nước biển, nước muối gây ảnh hưởng, gây ố lên trên thép 36L. Đó mới là cái mục đích chính. Và cái mục đích chính hơn nữa thì em nghĩ nó vẫn là nó đem lại cái độ bóng bẩy cho chiếc đồng hồ. Đấy, thép 36L không bóng bẩy như này đâu các bác nhé. Nó phải có phủ. Đấy. Với Seiko thì là phủ Daisy, với Citizen là phủ Duratech. Chứ còn về cái độ cứng thì các bác đừng có nghe mấy ông thần bảo là cứng hơn này nọ các kiểu. Nó vẫn xước như thường. Bởi vì nếu mà nó phủ một cái lớp Duratech dày khoảng độ 1 mm thì nó khác hẳn. Nhưng mà đây nó chỉ gọi là chấm chấm, gọi là cái độ mỏng nó siêu siêu siêu, nó tính bằng nanomet. Thì các bác cũng cứ tưởng tượng là kim cương mà dát mỏng ra thì các bác búng tay cái làm gãy. Đấy, các bác cứ hình dung ra cho em dễ hiểu là như vậy. Đấy, kim cương mà nếu mà các bác dán mỏng ra khoảng độ mấy nanomet búng tay cái là vỡ. Thì Duratech nó cũng như vậy thôi.
Cho nên các bác đừng quá gọi là sùng bổ bã bảo là ừ con này có phủ Duratex dùng thoải mái. Không, không có đâu các bác nhé. Nó cứng hơn thật nhưng mà nếu mà nó có một cái độ dày nhất định thì cái việc chống xước nó sẽ hoàn hảo hơn. Nhưng mà thường thì những con này nó chỉ mạ mỏng thôi, mỏng dính thôi. Rồi, à, con này size 38 dễ đeo lắm các bác. Size 38 chuẩn luôn này. Đo phát chuẩn luôn, lần này đo khéo thật. Dày 10.6, có thể tạm gọi là khá là mỏng so với một chiếc đồng hồ cơ. Và lắc to lắc 47 thôi, 46.9, cứ cho là 47 đi. Nói chung là với anh em cổ tay tầm loanh quanh 17 cm lộn về thì đeo con này rất là đẹp. Đây cổ tay em 15.7 này. Đeo đẹp luôn này các bác kìa. Đeo như Rolex. Lắc 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 nhanh như thế này là không ai biết mình đang đeo cái gì đâu. Đấy, đeo như Rolex luôn. Còn nếu các bác cổ tay tầm 17 này, chỗ này của em này nó phải rơi vào tầm khoảng 17. Đây, 17, 17 chỗ này nhé. Đeo vẫn rất là đẹp đúng không các bác? Đó. Nói chung là con này đeo rất là ok. Không có gì để mà bàn. Anh em cổ tay tầm 17 nhé, 17 cm đổ xuống nhé. Bởi vì càng con này nó rơi vào tầm khoảng 47 cũng là khá là dài. Cho nên là anh em cổ tay tầm 17 đổ xuống đeo đẹp. Kính sapphire nguyên khối, mặt kính con này cũng khá là trong. Con này thì không có phủ chống lóa nhưng mà mặt kính con này rất trong đấy các bác nhé. Đấy, mặt kính con này nó trong lắm, thoải mái luôn. Con này thì cọc kim của nó được thiết kế thì cũng lại giống Rolex. Chúng ta nhìn thấy cọc kim thiết kế phải nói là bề nguyên từ nguyên bản trở về. Thì tất nhiên là nó cũng chỉ giống 80-90% thôi, nhưng nó không phải giống như nguyên bản. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy cái hơi hướng cọc kim của Rolex trên chiếc đồng hồ này. Và con này có trang bị dạ quang nhé. Dạ quang con này cũng khá là ổn đấy. Em test con này thì cũng rất là nhiều rồi nhưng mà em cũng đánh giá dạ quang con này cũng khá là ổn. Bởi vì đây là một chiếc theo kiểu dạng sport văn phòng. Tức là một chiếc văn phòng nhưng mà có hơi hướng sport một chút. Cho nên các bác sẽ thấy là nó có trang bị thêm cả dạ quang và dạ quang cũng rất là ok. Con này thì dạ quang đánh giá là cũng được 6 7 điểm trên 10 điểm nếu mà xét trên thang điểm dạ quang cho những chiếc văn phòng nhé. Rồi. Khét chưa các bác? Soi ếch được đúng không? Thôi cộng thêm một điểm nữa, 8 điểm đi. Thôi cộng thêm một điểm nữa, 9 điểm đi. Dạ quang con này ổn thế cơ mà. Psycho thì cũng chỉ độ sáng lên như này thôi đúng không các bác? Phải nói là sáng soi ếch được. Đây các bác nhìn thấy tắt không? Dạ quang nó vẫn còn khiếp hồn. Không biết là thời gian sáng nó lâu hơn hay là kém hơn nhưng mà em nghĩ thì khả năng thì nó sẽ kém hơn bởi vì dạ quang Lumen Bright thì nó là hiệu suất gọi là tốt nhất trong cái tầm giá này và nó chỉ là cái độc quyền của nhà Seiko thôi. Nhưng mà đánh giá là dạ quang con này khá là sáng. Nhưng mà nếu mà để giữ sáng lâu thì chắc là không bằng Seiko. Rồi, cọc kim thì cũng khá nét đấy các bác nhé. Mà số con này thì rất đẹp. Mà số con này là màu xám gray các bác chú ý, nó không phải là màu đen. Anh khách chụp cho em thì em tưởng là màu đen nhưng mà không, nó là màu xám gray. Cái màu này nó khá là hiếm nhá, các bác không mấy khi mà nhìn thấy trên thị trường đâu. Có khi là trước đây là mua của cái anh bạn đồng nghiệp của em này này. Ừ đấy, rồi màu xám gray đấy rất đẹp. Trước đây thì không lâu thì có khi là mua của anh bạn đồng nghiệp của em. Anh bạn đồng nghiệp của em thì cũng có về con này, cũng khá là đẹp. Nói thật là em cũng rất là thích nhưng mà không săn được. Nói thật là các bác là không săn được con này. Đấy. Thậm chí em còn nghĩ là con này nó không có màu xám cơ. Đó. Đấy nhưng mà đúng thật sự là anh bạn đồng nghiệp thì anh săn được con này thì cũng khá là hay đấy. Hiếm. Con này thì công nhận là hiếm thật. Rồi. Mặt sáng gray. Citizen Automatic. Thiết kế mã số thì nó cũng chả có gì nổi bật đâu các bác. Ba kim một lịch thôi. Nó sẽ rất là phù hợp với bác nào mà văn phòng mà thích một chiếc đồng hồ mà không quá là mềm mại. Con này thiết kế nó hơi cứng, dáng của nó theo kiểu dạng của bọn Oyster đấy, của Rolex đấy. Có đúng không nhỉ? Đúng rồi. Rồi, con này thì chạy máy 9011, máy này xịn sò rồi. Máy này thì so sánh với dòng máy 6R của nhà Seiko các bác nhá. Serial number của đồng hồ này, kính sapphire bay thần thép không gì, tức là có mạ này. Rồi Citizen này, chống nước con này 13 tương đương 100 m, Duratex phủ này, made in Japan. Đấy, còn máy thì nói khẳng định luôn bác là máy Citizen thì nó là đẹp. Đẹp nhất là dòng series 9 nhá, nó là đẹp nhất. Đấy, nếu mà nói về những cỗ máy bình dân thì máy của Seiko với Seiko thì không ăn được. Seiko thì nó nhìn nó hơi cổ hũ, nó hơi cứng nhắc. Nhiều máy của thằng Oren bây giờ mới ra mấy con máy series 7 các bác nhìn thấy nó đẹp. Còn nhìn hơn máy của Citizen. Máy mấy con series 7
F7 đấy, máy F7 của Orion nó đẹp cực. Nhưng mà nếu mà cơ bản thì máy CD9 này nó design rất là đẹp, design rất giống với bọn Grand Seiko đấy. Đây, Kon 901 26 GB, à 24 GB. Rồi con máy này thì là ngon rồi, chả còn gì để mà chê cả. Tần số là 28.800, chữ code 40 giờ, automatic có hỗ trợ có tay dừng kim giây. Sai số cho phép của con này thì nó là 10 đến 20 giây cho phép một ngày. Nhưng mà thông thường cái thời gian đầu thì em thấy là những cái con mới của máy CD9 ấy độ sai số của nó rất là tốt. Nó chỉ khoảng dưới 5 giây một ngày thôi. Sau đó thì sau một thời gian sử dụng dần 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 thì nó sẽ lên 10 giây, 15 giây rồi đến 20 giây. Cái cỡ mà ngoài 20 giây bắt đầu chúng ta đi bảo hành, bảo dưỡng lau dầu cho nó là được. Nói chung là máy của CD9 cũng khá là ngon, lành. Đó. Rồi, mức giá nói hơi nhiều các bác nhỉ. Sorry các bác, hôm nay tự nhiên lại vui mồm lại nói hơi nhiều cho nên video hơi dài. 7 triệu 800 ngàn các bác nhé. Mới một siêu lướt. Con này còn hộp sổ thẻ đầy đủ không thiếu một cái gì cả, tặng thêm cho các bác một bộ xây da nữa và giá chỉ có là 7 triệu 800 ngàn. Bảo hành vẫn 24 tháng tại shop các bác nhé. Miễn phí tất cả các lỗi, riêng giờ vợ con em hỗ trợ 50% và cam kết để đền gấp 10 nếu phát hiện hàng fake. Mọi thông tin liên hệ thì em có để phía dưới phần tiêu đề cũng như là mô tả sản phẩm. Như số điện thoại, Facebook, Zalo thì chỉ cả số tài khoản ngân hàng. Tất nhiên đối với những sản phẩm Mito Watt phân phối thì bọn em sẽ có yêu cầu cọc trước từ 15 đến 20% giá trị của đồng hồ. Cái này thì mong các bác thông cảm nhé. Xin chào các bác.